Hôm qua, 23 tháng 6, luật sư Lê Trần Luật bị công an bắt nhưng không đọc lệnh bắt tại một quán cà phê ở Sài Gòn. Công an yêu cầu luật sư Lê Trần Luật nhận là đã lợi dụng việc bào chữa tại tòa để tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Ông Luật từ chối yêu cầu này thì bị đe dọa sẽ bị bắt và khởi tố. Sang hôm nay, thứ Tư, thì ông Luật lại bị công an làm việc với cùng yêu cầu là phải nhận đã lợi dụng việc bào chữa để tuyên truyền. Thiện Giao hỏi chuyện và được luật sư Lê Trần Luật thuật lại. Thưa luật sư Lê Trần Luật, ngày hôm qua đến hôm nay đó, tin tức nhiều nơi là anh bị bắt mà không ai có thể xác nhận được. Bây giờ được nói chuyện với anh, xin hỏi anh có bị bắt ngày hôm qua không ạ? Như thế này, trước đây một hai hôm họ phải yêu cầu tôi lên làm việc. Nhưng tôi cương quyết là tôi nói là không có lý do gì mà tôi phải lên làm việc suốt 4-5 tháng này hết á. Bây giờ tôi không có đi. Sáng hôm qua họ có mời lên làm việc tiếp. Tôi nói bây giờ tôi cương quyết tôi nằm trong nhà, tôi không có đi ra ngoài, tôi không có làm việc với ai. Thì họ bảo là họ chỉ đến nhà. Tôi nói bây giờ nếu mà đến nhà tôi không tiếp thì tôi mới đóng cửa lại, tôi khóa cửa lại. Thì khoảng đến 10 giờ tôi mới quyết định là tôi ra cái quán cà phê gần nhà để tôi uống. Thì tôi mới vừa bước vào quán cà phê thôi thì họ đã chuẩn bị xe cảnh sát nữa, họ tới và bảo là phải về công an làm việc. Tôi nói bây giờ tôi không có làm việc. Mấy anh làm việc thì phải có giấy tờ như thế này thế kia. Thì họ bảo là chúng tôi là có lệnh bắt anh. Thế bây giờ anh lệnh bắt thì anh bắt cái lệnh bắt xong mà thì tôi sẽ lên xe cho mấy anh bắt. Họ bảo là không có đọc ở đây, bây giờ yêu cầu anh phải bước lên xe để đưa về công an cho nó đọc lệnh bắt sau. Thì lúc đó tôi đang mặc một cái quần short, short ngắn. Thì tôi bảo bây giờ tôi phải về tôi lấy quần dài để mặc vô. Họ không đồng ý tôi về nhà. Họ bảo là phải sai người mang quần dài ra xe. Thì tôi mới nhờ một người mang quần dài ra xe thì họ đưa tôi về tới công an. Thì ở đó nội dung làm việc của họ là họ muốn tôi xác nhận rằng những bài bào chữa của tôi là lợi dụng phiên tòa để tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Nếu tôi xác nhận chuyện đó thì họ sẽ không khởi tố và không bắt. Còn nếu không á, thì bây giờ khởi tố bắt là có sẵn hết rồi. Nếu không á, thì họ sẽ làm bắt trong chiều nay. Tôi nói bây giờ mấy anh muốn bắt thì mấy anh bắt, chứ còn yêu cầu tôi xác nhận chuyện đó thôi, không xác nhận. Tôi không chấp nhận cái chuyện là tôi đã bào chữa như thế rồi mà bảo là tôi chống nhà nước. Tôi không có chống nhà nước, tôi chỉ muốn bảo vệ cái phân tử của mình thôi. Và tài liệu đã được đọc công khai tại tòa án, chứ tôi không có tuyên truyền chống ai. Thì họ đe dọa, họ thuyết phục mà tôi chỉ ký vào thôi thì sẽ không có khởi tố, không có bắt giam gì hết. Thì bảo là anh cứ bắt giam tôi đi, chứ còn yêu cầu chuyện đó tôi không làm. Thì hai bên giằng co đến khoảng 4:30 chiều. Thì tôi nói bây giờ mấy anh có mang tôi xuống mồ đi nữa thì tôi vẫn tin rằng những chuyện tôi làm là đúng, không có gì sai hết. Đến khoảng chừng 5 giờ thì họ đưa tôi về lại. Sáng hôm nay họ lại đưa tôi lên công an, cũng vẫn nội dung là yêu cầu tôi xác nhận những cái bài bào chữa của tôi là chống chính quyền, tôi không chịu. Họ mới bảo là anh không công nhận chuyện đó, xem như anh đã chấp nhận một cuộc chơi đối đầu với nhà nước. Như thế thì chúng tôi sẽ có biện pháp khác. Sau đó bây giờ anh cứ áp dụng biện pháp nào đó là chuyện của mấy anh. Còn tôi luôn luôn tin rằng những việc làm của mình là không có gì sai trái. Vâng, thưa luật sư Lê Trần Luật, xin hỏi anh câu này là tại sao lại có chuyện như ngày hôm qua xảy ra vào thời điểm này đối với anh? Và như anh có nói đó, có máy quay phim chụp hình để sẵn và họ yêu cầu anh nhận tội thông qua các bài bào chữa của anh ạ. Tôi cũng không biết động thái của chính quyền là thực sự họ muốn cái gì. Chỉ có biết là họ yêu cầu tôi lên, nhưng tôi cương quyết từ chối hôm trước. Hôm sau đó như tôi vừa nói đó, thì ra thì họ cho xe công an rồi sẵn, khoảng 7-8 người họ đẩy tôi lên xe thôi. Và yêu cầu gia đình mang quần áo cho tôi sẵn. Còn thực chất tôi cũng chẳng hiểu là họ muốn cái đó làm cái gì. Họ có nói rằng nếu anh không thừa nhận những điều họ yêu cầu, thì họ sẽ khởi tố và bắt anh. Qua cái trả lời của anh đó, anh có chuẩn bị tinh thần cho một hành động khởi tố và bắt anh không ạ? Tôi rất sẵn sàng chờ đợi họ làm điều đó. Bởi vì tôi tin rằng những bài bào chữa của tôi không phải là lợi dụng phiên tòa để chống nhà nước. Đó là quan điểm bào chữa là tôi dựa trên hồ sơ, dựa trên chứng cứ và dựa trên khả năng lập luận của mình. Chứ tôi không phải là tuyên truyền chống nhà nước. Còn nếu họ nghĩ như thế thì họ cứ việc làm công việc của họ thôi. Vâng. Câu hỏi cuối cùng, gần đây thì không thấy ông có nhiều hoạt động nghề nghiệp của ông đó. Xin được hỏi là công an việc làm của ông dạo này ra sao ạ? Họ đã rút cái giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng rồi. Tôi đang ở trong tình trạng thất nghiệp. Còn về chứng chỉ hành nghề luật sư
thì tôi vẫn có tiếp tục làm việc, nhưng mà với tư cách là một luật sư tự do, và hiện tại thì tôi vẫn còn là luật sư bình thường. Vâng, xin cảm ơn thời gian của anh ạ.